Tiếp tục live show 30k sẽ nấu được gì của dân ít. Hôm nay cũng với 30.000 đồng mình đã đi chợ và mình sẽ làm được món gì. Sau đây mọi người theo mình nhé. 20.000 cá rô đồng. Thì cái clip đầu tiên hồi nãy mình có hướng dẫn rồi, là cá mần sạch xong chúng ta phơi khô cho ráo nước, sau đó chúng ta giảm ớt để chúng ta ướp rồi chúng ta đem phơi ngược lại khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì bây giờ nó đã đủ nửa tiếng đồng hồ rồi, cá nó cũng đã thấm cái gia vị muối ớt, nó đã khô. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên ha, chiên cá này lên. Okay. Để hạn chế hao dầu thì chúng ta dùng cái chảo không dính ha, chúng ta chiên ha. Rồi, mình cũng xin giới thiệu luôn, đây là 3.000 gram mùng tơi thôi, rau mùng tơi nhà vườn nên họ bán cũng rẻ ha. Mùng tơi này thì mình sẽ nấu một cái món canh. Đây là 5.000 cải ngọt ha, 5.000 cải ngọt. Giờ đây nữa, đây còn một bịch rau sống ha, bịch rau sống. Như đó thì mua chỉ có 2.000 thôi, tại vì rau này người ta lộng chứ không phải là rau ấy ha. Rồi, tiếp theo bên trong khi chờ đợi chiên cá thì mình nấu canh. Ok. Mình cho khoảng một tô nước thôi các bạn. Rồi, mình bật lên bếp đây, nấu lên. Rồi, trong khi chờ đợi nước sôi và chảo khô chế dầu vào thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái món nữa, đó là chúng ta sẽ làm một cái chén tương. Cắt một miếng tương nhỏ thôi, chúng ta để chấm rau xào và chúng ta làm một miếng mắm chua ngọt. Nó giả một miếng mắm chua ngọt để hồi chúng ta ăn rau sống với cá. Ok. Rồi, giờ tiên là chúng ta cho chảo khô rồi chúng ta cho dầu ăn vào. Cái này chảo dính không cần nhiều lắm đó. Đúng ra thì nấu canh này thì nó có nhiều phương pháp, chúng ta phi hành tỏi xào lên và chúng ta đổ ra tới xào, nhiều cách lắm. Nhưng mà thôi, đơn giản nhất là chỉ cần bấm nước sôi lên, bỏ nó vô, nó vừa chín tới mình nêm lại miếng là no, miếng muối một cũng được, sao cho vừa ăn là đủ rồi. Ok. Chiên cá này chúng ta phải để cho chảo sôi thiệt là sôi, dầu thiệt là sôi. Chúng ta bỏ cá vô chúng ta chiên. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái chén này ra. Chúng ta sẽ làm gì đây? Đây, cái hành lá này rất là ngon, chút nữa mình sẽ bỏ vô canh. Đây là ớt. Rồi, bây giờ mình làm cái nước tương trước. Nước tương thì đơn giản rồi. Nước tương thì đúng ra mình phải băm tỏi, mình giả tỏi, rồi mình bỏ ớt vào, bỏ miếng ngọt, mình giả thêm miếng. Nhưng mà hơn là ít thôi, đơn giản cả, mình nhuyễn ra. Này mình muốn gửi đến một cái thông điệp, đó là với số tiền nhỏ 30k, tức là 30.000 đồng, nếu mà chúng ta biết xây sở, chúng ta biết đi chợ, chúng ta biết mua thì vẫn có thể đáp ứng được một cái bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, vẫn đảm bảo được sức khỏe hơn là chúng ta ăn ngoài tiệm ha. Rồi, chúng ta cho miếng nước tương vào. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị em nào mà chưa có gia đình hoặc có gia đình rồi mà có điều kiện khó khăn hoặc thu nhập thấp, các bạn nên theo dõi cái clip này, nhấn đăng ký, like, share, chúng ta sẽ có được nhiều cái bữa ăn bổ ích. Rồi, nước tương này xong rồi, chúng ta bỏ qua một bên này đi. Chúng ta sẽ làm nước canh. Bây giờ chảo này nó cũng sôi rồi, giờ mình chiên cái này đi. Bây giờ cái video clip này là rất là trung thực nha.
mình ngay từ đầu rồi mình đã ướp cá là như thế nào, là ướp kiểu gì, và mình chiên ra sao, thì bây giờ mình cũng chiên luôn coi cái màu nó ra sao nha. Cá này thì đúng ra thì mình có thể là chiên hai con thôi, còn một con mình nấu canh, nhưng mà mình không thích nấu canh nữa mà mình chiên luôn. Anh này là hai vợ chồng mà ăn cả ngày nha, cả ngày luôn. Khi lửa sôi rồi chúng ta bật lửa cực nhỏ, rồi chúng ta để cho nó vàng đều hết một bên, chúng ta trở lại bên kia. Rồi tiếp theo chúng ta làm gì nè? Tiếp theo chúng ta sẽ tăng một chén muối ớt, giảm một chén nước mắm chứ, cho đi. Cái này làm xong rồi mình đổ vào đây nhé. Cái này thì mình sẽ đổ vào đây luôn. Đây. Lửa riêu riêu thôi nha các bạn, mình lấy lửa riêu riêu cho nó chín con cá từ từ nha, để lửa lớn quá là nó bị khét. Rồi canh cũng đã sôi, chỉ cần 15 phút thôi mà tôi có thể nấu được một bữa cơm đây. Đấy, bỏ canh vào. Một trong hai ba chuyện nha, vừa nấu canh vừa chiên cơm nha, vừa chiên cá nha. Cơm chúng ta đã lắp rồi, đừng làm cái món này xong rồi làm cái món kia thì một tí hồi sau cũng có cơm. Rồi của tôi rất đơn giản, tôi đi mang hai muỗng là non thôi. Nhà tôi đi lại cho một tí xíu muối. Rồi ok, tôi chỉ cần nấu thôi. Dạ, ở đây tôi sẽ cho một củ xoài. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy 30 ca sẽ là có món ăn ngon như thế nào. Đây. Rồi, chúng ta chờ cho nó sôi nó ngon lành lên. Chúng ta sẽ lấy cái tô nó đổ ra. Rồi, giờ nước mắm này chúng ta cần khoảng rồi mình đã đủ rồi, cái nào không làm mình dẹp bớt đi nha, dẹp bớt cho nó tắm ha. Bây giờ mình làm nước mắm tương mình rồi. Rồi chúng ta nên chở cá lại nha, chở đây chúng ta chở đều lên cắt tía đi. Ok, một tô một hồng dương nữa nha. Đây mọi người thấy đây, tô canh của mình nấu theo phương pháp này rất là tươi nha, rất là xanh, cực kỳ ngon. Rồi mình sẽ làm cái nước mắm nhanh chóng thôi.
Thôi rồi, mình bỏ vô đây. Mình giả thôi. Bây giờ mình sử dụng cái tóc mình giả. Mình băm cũng được mà không mình giả. Thật sự là mình ăn cay dữ lắm cho nên mình phải rất nhiều. Ok. Coi như cái này là sao chúng ta tính. Mình mong muốn quay những video clip đem đến những cái sự trung thực nhất đến cho mọi người. Mình không thích quay những cái clip mà có cách hoặc lòng ghét cái đó. Đó, mọi người thấy chưa? Cái màu của ớt á, ha, cái màu của ớt, cái vị cá của mình rất là ngon. Rồi, bây giờ mình làm nước mắm. Cho nước ngọt vô. Này nước mắm chua ngọt nha. Mình cho nước đường vô. Rồi, bây giờ ta lấy cái chài của mình dài. Rồi, không có giảm. Mọi người đừng quên nhấn like và share ha, đăng ký nha. Mình sẽ thường xuyên up những cái video clip, thường xuyên up những cái món ăn đơn giản nhất trong đời thường chúng ta, cho các anh chị em, cho các bạn học sinh sinh viên. Chúng ta biết cách mà tiết kiệm, có những cái phương pháp đầu tiên là tiền nhỏ thôi nhưng mà mình biết nấu ăn á, mình biết tận dụng, mình sẽ tạo ra được những cái món ăn ngon không kém gì ở ngoài tiệm đâu, vừa đảm bảo sức khỏe vừa an toàn nữa. Nhưng mà đó cũng là cái tuyệt chiêu để coi như là chinh phục bạn gái rồi, muốn vợ để công chúa hay nhẹ mình thử gì đó là mấy anh chàng có vợ rồi á cũng có thể phụ giúp vợ nấu ăn, biết đâu vợ mình thương mình để cho mình sao. Tôi cũng vậy đó, tôi cố hoàng tử rồi tôi nói em ơi để cho anh công chúa thôi đi, tôi cũng biết tôi nấu ăn thì về vợ tôi mới để cho tôi công chúa đó. 30 ngày nữa thôi, 25 ngày nữa thôi, không tới 30 ngày nữa tôi sẽ gặp một công chúa. Đây ơi, và bây giờ chúng ta sẽ nêm cái nước mắm này. Đây, nước mắm này chúng ta chấm với cá, chấm với rau sống. Này là nước lạnh nha, nước lạnh, nước khoáng á. Rồi, sẽ thật. Nó quậy cho nó tan lên hết rồi đó. Rồi, trong khi làm chúng ta nên nhấn chú ý bên đây, cái phương pháp bên đây. Đó, các chị thấy không? Mình chiên trực tiếp ha, mình quay trực tiếp luôn. Mình nói là có thích mắt cái trứng là vàng cá và vàng ươm đẹp đúng không? Đó, màu vàng đẹp. Màu này rất là đẹp mà mình không có tẩm hóa chất nữa, cá rất là thơm ngon. Rồi, nước mắm thuần thịnh. Rồi, mình cho khoảng 2 muỗng đi. 2 muỗng đầy đi. Tôi vừa ăn đã. Giờ đợi cái 3. Mắm thuần thịnh này nó cũng mặn lắm. 2 muỗng rồi. Chúng ta cắt miếng chăm. Rồi.
mình sẽ quay trực tiếp, mình sẽ cho các bạn thấy cái bếp nấu ăn của dân IT. Quên rồi chứ, mình có cái này hành lá này, mình đắp cho nó thơm nha. Này để cá sống rồi. Rồi, bây giờ chúng ta dọn cơm lên, dọn cơm lên. Rồi, nửa sôi chúng ta cho miếng vào ăn rồi. Tắt thôi. Tắt vàng hơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đặt miếng đổi. Rồi, cá chúng ta và chiên đã vàng rồi ha. Nè, mọi người coi nè, ướp muối ướp vô thì cá nó rất là cứng, màu rất là đẹp nè, thấy không? Rồi đây, cực kỳ vàng và đẹp nha. Đấy, mình không có lừa các bạn đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta cho hoa miếng thành lên đây cũng đẹp thôi đó. Ok rồi, bữa ăn 30k của mình đã xong. Thank you.
Rồi. Rồi chúng ta rắc miếng tiêu này, chúng ta xay nữa. Rồi, ra chính nè, bây giờ múc ra luôn. Đó là cái dĩa luôn. Đây, bữa rau. Đấy, mình đã nói mọi người rồi, 30.000 canh xào mặn, ba món rõ ràng nha.